nay một người có thể nói là một thành viên rất kỳ cựu tại Guitar For You, một trong những người mà đã cùng với sáng lập ra Guitar For You để có được cho tất cả chúng ta trong ngày hôm nay. Đó chính là sinh nhật của anh Mai Vinh ạ. Guitar Mai Vinh, Guitar Mark. Quý vị hãy dành cho anh Mai Vinh một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và xin được thay mặt cho toàn thể anh em trung tâm Guitar For You xin được gửi tới anh em những lời chúc mừng sinh nhật tốt đẹp nhất. Và sau đây sẽ là món quà của Guitar For You gửi đến anh Mai Vinh. Happy birthday to you. Happy birthday. Quan tâm đến em Mai Vinh thì liên hệ với tôi nha. Sao không phải liên hệ với em? Khổ thân.